Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩ Phúc. Ngân hàng hợp tác xã tỉnh có chức năng thực hiện cho vay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mô hình hợp tác và tổ hợp tác xã là chủ yếu. Trong năm 2015, đơn vị đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh tính đến cuối tháng 12 năm 2015 là gần 683 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay là gần 597 tỷ đồng, tăng trên 24% so với năm 2014. Gần 4.000 lượt khách hàng vay vốn chủ yếu là các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ cá nhân, gia đình đầu tư sản xuất trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, từ thủ công nghiệp, xây dựng. Trên địa bàn tỉnh đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cao, thu hút và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Nguồn tín dụng giải ngân cho vay đến các đối tượng được thẩm tra nhanh chóng, kịp thời đúng quy định, được khách hàng đánh giá cao, chất lượng tín dụng đảm bảo. Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn gặp khó khăn rủi ro trong sản xuất kinh doanh, đơn vị đã có các giải pháp hỗ trợ kịp thời như thực hiện giảm, miễn giảm, điều chỉnh lãi suất, cơ cấu nợ, giải quyết có hiệu quả vấn đề nợ xấu. Hiện mức nợ xấu chỉ còn 1,38% giảm gần 1,6% so với năm 2014. Công tác huy động tiền gửi đối với khách hàng cũng hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn huy động trong năm đạt gần 314 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Để hoàn thành được các chỉ tiêu trong năm 2015, với chất lượng tín dụng ngày càng đảm bảo, tính thanh khoản an toàn đã cho thấy sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong hệ thống ngân hàng, hợp tác xã tỉnh. Điều này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giáo sứ Dân trù có hơn 500 hộ dân với hơn 1.500 giáo dân thuộc các xã Yên Phương, Hồng Châu, Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Từ nhiều năm qua, trong giáo xứ không có trường hợp giáo dân phạm tội, mắc vào tệ nạn xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng có được kết quả đó là bởi giáo dân luôn làm theo lời Chúa Giêsu sống tốt đời đẹp đạo. Linh Mục Du Sơ, Nguyễn Hoàng Ân, phụ trách giáo xứ Dân trù đã hơn 3 năm. Điều mà ông luôn định hướng cho các giáo dân trong giáo xứ là chia sẻ tình thương yêu, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Tôi về đây đến bây giờ được hơn 3 năm, nhưng mà xét trong địa bàn ngay cái xã Yên Phương này hay là một số các cái họ giáo mà khi tôi đang phụ trách thì tôi thấy cái vấn đề an ninh rất là tốt. Ngay trong giáo dân của chúng tôi không có các cái tệ nạn xã hội. Hoặc nếu có thì có khi nó là nhỏ hoặc ở nơi khác chứ nó không xảy ra ở tại địa phương. Chị Trương Việt Hoàng Lan là giáo dân, giáo sứ dân chủ. Chị chia sẻ, trong cuộc sống của mỗi người đều không thể tránh khỏi có rất nhiều cảm xúc yêu, ghét, buồn, vui. Tuy nhiên, mỗi khi có những cảm xúc tiêu cực, chỉ lại nhớ tới lời gian dạy về lòng bác ái, sự nhẫn nhịn để giữ cho lòng mình bình tâm, thanh thản. Trong tư tưởng với suy nghĩ thì đi thờ đi lễ thì có cha rồi các thầy rồi giảng thì mình cảm thấy là lúc nào mà mình thấy căng thẳng mệt mỏi thì nghe những lời giảng đấy thì mình cảm thấy là mình sẽ thông suốt hơn các giáo dân giáo sứ dân chủ đều luôn ghi nhớ những lời gian của Chúa để tu dưỡng bản thân, tránh xa cái ác, làm điều nhân ái. Trong nhiều năm, giữa sự phát triển ngày càng phức tạp của tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo sứ dân chủ không có giáo dân phạm tội mắc vào tệ nạn. Gia đình các giáo dân luôn vui vẻ đoàn kết cùng gia đình các nương dân trong khu dân cư xây dựng đời sống văn hóa. Các xã Yên Phương, Hồng Châu, Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc đều đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng huyện Yên Lạc trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Chuyển sang phần tiêu nước. Thay vì tăng mức phí các trạm thu phí BOT đường bộ như lộ trình từ mùng 1 tháng 1 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT đề nghị lùi thời hạn tăng phí đến tháng 6 năm 2016 do chỉ số trượt giá CPI thấp hơn nhiều so với dự kiến. Trong quá trình thương thảo hợp đồng dự án, Bộ Giao thông Vận tải và các nhà đầu tư đã căn cứ vào dự kiến mức tăng trưởng chỉ số trượt giá CPI và mức phí trần quy định của Bộ Tài chính tại thông tư số 159-2013-TT-BTC để đưa ra lộ trình tăng mức phí cho từng giai đoạn, trong đó có lộ trình tăng phí từ mùng 1 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do sự điều hành chặt chẽ, sát sao, hiệu quả của chính phủ nên chỉ số trượt giá CPI thấp hơn nhiều so với mức dự kiến. Do vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là phù hợp với mức giảm chỉ số trượt giá CPI thực tế so với dự kiến trong các hợp đồng BOT đã ký, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT đã có lộ trình tăng phí từ mùng 1 tháng 1 năm 2016, tạm thời lùi thời hạn tăng phí đến mùng 1 tháng 6 năm 2016. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, đến cuối quý 4 năm 2015, lĩnh vực bất động sản có 29 dự án đầu tư mới và 10 lượt dự án tăng vốn, Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,32 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong lĩnh vực bất động sản vẫn đang tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thay vì đem vốn từ bên ngoài vào, phần lớn vốn cam kết đầu tư tại nhiều dự án đó sẽ được huy động ngay tại Việt Nam. Như vậy lượng vốn thực mà nhà đầu tư nước ngoài mang vào Việt Nam sẽ ít hơn nhiều so với lượng vốn cam kết FDI vào bất động sản từ đầu năm đến nay việc huy động vốn trong nước của nhà đầu tư nước ngoài thực tế không vi phạm các quy định pháp luật. Tuy vậy, mục đích thu hút dòng vốn từ bên ngoài vào trong nước sẽ không đạt được như kỳ vọng, các chuyên gia cảnh báo. Tính đến ngày 30 tháng 11, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với thanh niên trục phong đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến là 990 tỷ đồng, dư nợ đạt 594 tỷ đồng với 51.076 hộ gia đình được vay vốn. Bên cạnh đó, hiện cũng còn trên 31.400 hộ gia đình thanh niên sung phong đang còn dư nợ, tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên sung phong đã giúp cho các hộ gia đình thanh niên sung phong có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên sung phong. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến về làm ăn kinh tế giỏi của thanh niên sung phong từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết tính đến hết năm 2014, cả nước có 118.650 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó có 77.858 xe chở hàng. Hết năm 2015, số xe sẽ hết niên hạn sử dụng tăng thêm gần 21.000 xe, trong đó có 18.393 xe chở hàng và 2.061 xe chở người. Như vậy đến hết năm nay, cả nước sẽ có khoảng 140.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng. Theo quy định, các xe hết niên hạn sử dụng và sắp hết niên hạn sẽ được cập nhật vào danh sách cảnh báo tại chương trình quản lý kiểm định để các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới không được kiểm định. Danh sách này cũng được báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải và gửi tới lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Ngoài ra, các chủ phương tiện cũng sẽ được các trung tâm đăng kiểm thông báo bằng nhiều hình thức trước khi xe hết niên hạn sử dụng tại các chu kỳ kiểm định cuối. Với xe sắp hết niên hạn sử dụng, khi kiểm định kỳ cuối, chỉ đường cấp thời gian kiểm định đến hết niên hạn sử dụng chứ không cấp thêm. Ngoài ra, cục cũng khuyến cáo lái xe khi hết niên hạn sử dụng phải gửi lại giấy đăng ký cho cơ quan công an. Các xe hết niên hạn sử dụng không được phép lưu hành, chủ phương tiện phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Nga sắp cung cấp cho Iran hai tổ hợp cấp trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU-2 trị giá hơn 1 tỷ đô đồ la Mỹ. Thời gian giao hàng bắt đầu từ tháng 1 và hoàn tất vào tháng 9 năm 2016. TASS dẫn lời một nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác quân sự kỹ thuật cho biết Nga sẽ cung cấp cho Iran hai trung đoàn S-300 PMU-2 theo hai đợt không cách xa nhau. Mỗi tổ hợp bao gồm trạm chỉ huy trung đoàn và hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 4 ống phóng. Quá trình giao hàng dự kiến hoàn tất vào tháng 9 năm 2016. Hợp đồng này có trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả chi phí đào tạo cho Iran 80 chuyên gia trong 4 tháng để sử dụng S-300. Hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran bắt đầu được ký năm 2007. Tuy nhiên, năm 2010, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã ký lệnh cấm chuyển giao S-300 p u 1 cho Iran do các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Và phải đến năm 2015, lệnh cấm được Tổng thống Vladimir Putin dỡ bỏ. Sau đó Nga và Iran nhất trí ký hợp đồng mới cung cấp các hệ thống hiện đại hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdullahin đã có cuộc điện đàm với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura, kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông Abdullahin nói Liên Hợp Quốc cần phải đóng vai trò then chốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa giải dân tộc ở Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cộng đồng quốc tế cần tiến hành một cách tiếp cận thực tế để đồng thời chống khủng bố và theo dõi tiến trình chính trị ở Syria. Về phần mình, đặc phái viên Liên Hợp Quốc đã đánh giá cao vai trò hiệu quả và mang tính xây dựng của Iran cho các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Syria ở Viên và New York. Liên quan đến sự tham gia của tất cả các quốc gia có ảnh hưởng trong các hội nghị viên và New York về Syri, ông Mistura bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán giữa các bên liên quan ở Syri có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Thủ tướng Ai Cập Sirit Ismail đã ra lệnh cấm các công ty khí đốt nước này nhập khẩu khí đốt từ Israel, cũng như cấm việc tiếp tục thảo luận về vấn đề trên. Lệnh cấm này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Năng lượng Israel Duva Steinitz thông qua việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ mỏ Tama cho công ty Donuts hậu đình của Ai Cập. Phản ứng của Thủ tướng Ismail có thể dựa trên một phán quyết của Phòng Thương mại Quốc tế hồi đầu tháng 12. Theo đó, yêu cầu hai công ty khí đốt của Ai Cập phải trả 1,76 tỷ đô la Mỹ cho công ty điện Israel vì những thiệt hại do hậu quả của việc không thể chuyển khí đốt từ Ai Cập sang Israel. Trước đó ngày 23 tháng 12, Bộ trưởng Steinitz đã thông báo về thỏa thuận xuất khẩu khí đốt trị giá 1 tỷ Siken, tương đương khoảng 257 triệu đô la Mỹ sang Ai Cập đồng thời cho biết động thái này là bước đi đầu tiên biến Israel thành một cường quốc về khí đốt. Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á aib do Trung Quốc khởi xướng đã chính thức thành lập ở thủ đô Bắc Kinh của nước này và dự kiến bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2016. aib sẽ đi vào hoạt động sau khi Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1 năm 2016 tại Bắc Kinh để bầu ra Chủ tịch và Ban Quản lý AIIB. AIB hiện có 57 thành viên với số vốn cơ bản 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là những cổ đông lớn nhất. Trung Quốc chiếm 30,34% cổ phần và nắm giữ 26,06% quyền biểu quyết. Ấn Độ và Nga góp lần lượt 8,52% và 6,66% số vốn, nắm giữ quyền biểu quyết lần lượt 7,5% và 5,92%. Ngân hàng đặt trụ sở tại Bắc Kinh cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Dự kiến IEB sẽ cung cấp các khoản cho vay đối với các dự án đầu tư đầu tiên vào giữa năm 2016. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin quý ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình ngày mai.